sang Campuchia chưa đủ tuổi để mở bát, có đắt thì cái nó cũng mở, mình có được mở đâu. Ôi trời ơi, nếu mà muốn mở bát bên Campuchia thì ông phải có tầm 5 tỷ đến 10 tỷ thì người ta mới cho mở bát. Đấy là những cái suy nghĩ của những ông gọi là sang Campuchia qua mạng thôi. Còn bản thân nếu như các ông sang Campuchia đánh ý, thì ông có tầm 10 triệu, 20 triệu ông đắt cái mạng ấy là ông vẫn được mở bình thường. Với điều kiện nó như này này. Cái thứ nhất, ông phải là người đắt cuối cùng. Khi mà người ta thừa 200, 300 có thể là chưa được mở. Nhưng mà ông bảo là tiếng bạc này em đắt, người cuối cùng đắt và xin phép là cho em mở tiếng bạc này, người ta sẽ cho các ông mở. Cái thứ hai là các ông phải là có cái độ uy tín nhất định ở trong đấy. Ông sang đấy ông chơi, ông cầm 10 triệu, 20 triệu thì không được mở. Nhưng ngược lại ông đánh ở đấy trước rồi, người ta biết ông uy tín rồi, ông đắt tiếng bạc thì có 10 triệu thôi, người ta vẫn cho ông mở với điều kiện là ông có cái sự uy tín. Để tránh trường hợp là ví dụ như phát cúp như này đúng không, ông nhắc lên phát cúp hơi cố, cạnh bát cạnh đĩa phải đền hai mặt, thì lúc này ông phải đủ kinh tế đền được hai mặt. Còn khi mà sang đấy thì trường hợp mà bát nó rơi ít khi mà rơi lắm, bởi vì là bát bên này người ta đánh là bát nhựa nó nhẹ, nó không, nó không không bị trơn, không bị giấy, thì cầm lên nó ít khi bị đấy lắm. Đấy là cái trường hợp hy hữu, nói chung là hầu hết là không có. Còn đấy, kể cả các bạn sang đấy đi du lịch, các bạn không đánh nhá, các bạn đến đấy chơi thôi, các bạn ngồi xem thì người ta vẫn bê ghế cho các bạn ngồi đàng hoàng, nước nôi lót các bạn tử tế, để lần sau kiểu gì nếu như các bạn ra xem, sang xem thì kiểu gì các bạn đánh. Đấy là người ta phục vụ rất là tận tình, rất là tỉ mỉ. Thế nhưng mà tôi, các bạn nói các bạn không tin, nhưng mà có một cái buổi chiều hôm đấy tôi đánh, tôi đập khoảng tầm chục cái bát luôn, đập chục cái luôn, không phải là mở bát nữa là mở ra là đập, mở ra là đập. Thế nhưng mà cuối canh đấy tôi thua mất khoảng tầm 4,5 lít, chính xác là 4,5 lít. Thì sau khi mà tôi thua 4,5 lít tôi hết tiền rồi, cay cú, tôi bảo với thằng bạn tôi là gọi ngân hàng lấy đúng 4,5 lít đánh một phát cuối cùng. Thì lúc đấy là cả làng, thằng thắng thằng thua nó cũng gọi là an phận rồi, còn riêng mỗi tôi là không an phận thôi. Tôi bảo lấy đánh chung một phát 4,5 lít, thì ông dây bảo là thôi để canh sau đánh, canh này nghỉ rồi, bởi vì dây lúc đấy nó thắng rồi mà. Chủ sới chiều đến nỗi là bảo không được, thằng em này đang thua, nó muốn đánh thì phải đánh cái đó. Thế là bắt đầu cái sóc một tiếng cuối cùng á, mình đánh xuống 4,5 lít vào chẵn, dây không muốn ăn, dây bảo là ok lên dây thì ăn có 9,3 thôi. Thế là cái mặt lẻ vẫn có người đánh, mặt lẻ vẫn có cái làng đánh 90 triệu. Thì đến lúc mà chủ sới bảo không được, riêng thằng em này đánh thì 90 triệu kia phải cân xiên cho nó, còn lại 386 thì mới lên dây, và dây phải ăn cho nó là 9,5, chứ đừng ăn 9,3, ăn cho nó 9,5. Lúc đấy là dây nó không muốn đánh, không muốn đánh tí nào nữa, nhưng mà bởi vì luật ở dây bao nhiêu cũng phải ăn, nhưng nó được ăn 9,5 hoặc 9,3. Tính bạc đấy chủ sới bắt dây phải ăn 9,5. Nó thật, khi mà đánh xuống mắt là mình không dám nhìn nữa, không thèm mở nữa. Lúc đầu là hùng hục là mở đập choang này kia, đến lúc đánh tiếng bạc đấy là tiếng bạc sợ chưa, không dám mở nữa. Là lúc mà kể cả thằng dây nó xuống nó mở mắt ấy, mình cũng quay mặt đi luôn, không dám nhìn, mở ra một phát choang sốc đôi, tiếng bạc đấy là ăn được. Thế là hòa tiền cái canh buổi chiều đấy, dây nó cũng cay lắm, nhưng mà thôi, bây giờ là nhiệm vụ của người ta phải cân cho mình thì người ta làm như thế. Thế nhưng mà đấy chỉ là cái tiền đề mình gỡ được, thì chỉ là cái tiền đề để tối mình thua sâu hơn thôi, canh sau mình thua hơn thôi. Bởi vì ban đầu ấy mình đánh nhỏ mình còn run, nhưng đến khi mình đánh những cái tiếng 4,5 lít mình thắng ấy, thì những tiếng sau mình đánh tầm 1 vài lít mình không run nữa, tim mình vẫn cứ bình thường, mặt mình vẫn cứ bình thản. Thành ra buổi cái canh sau đấy mình cứ đánh tiếng người ta thừa 100, 200 mình đắt mở choang hết. Thành ra là đáng nhẹ lúc chiều ấy mà chịu thua 4,5 lít thì không sao, không chịu thua đến cuối cùng tối lúc đấy đánh thua mất 8 lít, cúc đuôi đi vậy, tắt điện. Thế là từ hôm đấy là tôi không bao giờ tôi đánh sai chín nữa, mà bây giờ bắt buộc là khi mà đánh ấy mình phải có một cái phân khao nhất định. Ví dụ như này, sóc như này, cắt tay nghe bát như này đúng không, mình đặt số này đấy, thì tiếng bạc này tôi đắt 100% trong này nó là lẻ, ai mở cũng là lẻ, tôi biết rõ luôn này, 3 con vàng này đấy. Tất nhiên đấy, thì bây giờ là sẽ có người hỏi là ở trong cái ví này có cái gì. Đúng rồi, trước hết là trong cái người của tôi nó phải có cái này này, đây cục rung này, nhưng mà trong ví này móc ra ví thì phải có tiền rồi, đúng chưa, không nhiều nhưng mà phải có. Xích ví thì để đựng tiền này, để mà kiểm tra trong này không có gì này, nhưng mình móc ở bên này ra thì nó có một con chip gọi là chip báo rung đấy. Mình sẽ để đây test thử cho anh em xem này, để cục rung ra ngoài mọi người cùng nghe. Lẻ là một rung,
đấy, sấp đôi này, đưa vào này, không rung đấy. Tứ tử thì nó sẽ là hai rung đây, bạn nhìn này, tứ tử đấy nhá, đưa vào này, hai rung rõ ràng luôn đấy. Thì bây giờ là khi mà mình có cái bảo bối trong tay đúng không, mình đút bài trong, đút vào trong người này đấy, sóc xong đấy, với lúc đạt không thấy này, mình đưa vào này, ok, xong xuôi. Sấp đôi thừa 5 tỷ, ai mở cũng là sấp đôi này. Hai con đen, đôi mắt mẹ hiền, đúng chưa? Thì lúc này mình mới làm chủ được, chứ còn bản thân khi mà các bạn đi chơi mình thích mở bát là vứt đi rồi. Nếu đã thích mở bát đó là không ăn thua rồi. Mình không cần mở bát cho người ta mở bát, nhưng mà cuộc chơi mình phải kiểm soát được. Các bạn biết từ cái hôm đấy là tôi không bao giờ tôi chơi xanh chín nữa, tôi nghỉ luôn. Còn cái con chip này ấy, thì nó có này. Một là con chip này các bạn để trong ví, mỏng mà, rất mỏng mà, để mà người ta kiểm tra không thấy. Hai là bát đĩa nó là xanh chín, cục chung mình để trong người, mình tuồn bộ quân vào, quân này làm vào bao, nguyên bao thuốc hoặc là nguyên lá bài, các bạn về tự cắt ra đánh nét nẹt chuẩn như vừa đấy, lẻ một chung tứ tử hai rung, chúng tôi không dùng, ok nha.